mọi người, mình là Tu Di đây. Chào mọi người đến với kênh Tu Di Mobile Game. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi trò chơi đánh bóng chày. Vậy thì trò chơi nó sẽ thế nào? Chúng ta bắt đầu chơi nha. Chủ đề của trò chơi các bạn đã thấy là trung tâm mấy người mà đánh bị điên á. Là chúng ta có thể chọn người chơi, ở đây có rất là nhiều nhưng mà chúng ta phải thu thập mới chơi được. Và các bạn có thể chơi trò chơi cho chơi cái game này để mà lấy người chơi. Bắt đầu chơi nha. Đó, bạn xin nhấn này đánh cho ba đóng. Ôi. Ôi trời, nhanh quá. Hụt. Đánh được có 4 trái à. HR là home run đó các bạn. Lấy người chơi mới coi. Cái trò này thu thập tiền khá là khó. Gì đây? Con ốc mà cũng chơi được hả? Con ngao vậy. Trò này cũng thiết kế tùy theo cái người chơi thì cái độ banh nó cũng khác nhau. Lúc này bạn có thấy là cái con này thì cái độ banh nó thấp hơn khá là nhiều so với nhỏ con gái lúc nãy. Người chơi mới tiếp đi. Ai đây? Một con cóc. Ếch, một ếch xanh. Này khó quá à. Hết khó quá à. Ồ. Ủa làm sao mà trúng được đây? Hết có vẻ khó chơi rất là nhiều luôn á. Người chơi mới. Con mèo. Wow. Trời. Sao ném nhanh quá vậy? Được một trái home run. Tiếp tiếp nè. Bỏ hung. Không được. Bốn trái. Thu thập xu thật là khổ quá đi mà. Không có con nào được toàn thắng 10 trái hết ha. Home run một trái cuối cùng. Ừ, lấy người chơi mới coi. Điểm đặc biệt của trò chơi này là các bạn có thể thay đổi liên tục, thành ra không có nhàm chán. Cầu thủ đá banh hen. Chơi không có cảm xúc bằng à. Ê, chơi mới đi, đừng chơi cái cũ nó chán kìa. À, này tương tự với cái thằng cầu thủ này đó. Yeah.
dễ chơi chứ đúng không? Mới đi, mới đi. Gì đây? Con này là con gì đây? Có gì mà quên tên rồi. ありがとう。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 
Người chơi mới đi, người chơi mới đi. Mới đi, mới đi, mới đi. Yeah, con khỉ. Hai không rên ba trúng. Con này có bao nhiêu không lên nhỉ? Mới đi đừng bánh bèo, mới đi đừng bánh bèo. Ồ, ấm bóc. Cũng được. Thử. Được đấy chứ. Mãi đề. Hả? Ô, cái này mới gọi là dễ nè. Sokoka. Có dụng này nè. Sokoka. Tính đâu phải chế bí nào, đâu phải cháy ai, dưới hấu đâu, người đánh mà.
là cái quái thì cũng phải sinh ra được. Trò này khám phá người chơi mới là thú vị. Wow, sumo. Khó chơi quá. Đúng rồi, khó chơi. Ai gò, khó chơi lắm. Có hai hầm rừng. Còn rất rất là nhiều người chơi đằng sau. Thì đằng sau còn rất rất là nhiều người chơi nữa, nhưng mà mình sẽ không chơi tiếp, bởi vì để các bạn tự khám phá sẽ vui hơn. Thì bạn nào có chơi thử, mong là các bạn sẽ thu thập hết những cái người chơi. Và đừng quên chia sẻ bên dưới cho mình biết. Hy vọng là các bạn sẽ thích video này. Tạm biệt.